Kính chào quý vị và các bạn. Giờ này chắc hẳn nhiều người đã chuẩn bị ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc mới. Liệu các yếu tố thời tiết sáng nay có thuận lợi hay không? Hãy nán lại đôi chút để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết sáng nay. Thưa quý vị, vẫn do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 17 độ. Một số nơi trong thành phố đang có mưa dông rải rác, nhưng chỉ trong khoảng 1 giờ tới, mưa sẽ tạnh hẳn. Từ sau 9 giờ sáng, thời tiết tại Hà Nội sẽ ấm dần lên, nhiệt độ dao động trong ngày từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức 71-75%. Theo thông tin từ trang AccuWeather, thì ngày hôm nay, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội dao động dưới 50 là mức chấp nhận được đối với sức khỏe của đa số người dân. Tuy nhiên, chỉ số UV trong thành phố lại được cảnh báo ở mức từ 7 đến 8 là ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. Vì thế, nếu có kế hoạch hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, người dân nên chủ động các biện pháp phòng tránh hiệu quả để bảo vệ da. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho tới Mỹ Đức với mức nhiệt từ 16 đến 21 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, sáng sớm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả.